Sao uống diet coke vẫn làm tăng cân? Các hãng đồ uống có ga thường có một phiên bản nhẹ dành cho ăn kiêng, không đường, ít béo dưới cái tên như Coca-Cola Zero trên Light, Diet Pepsi. Mọi người thượng nghĩ dùng loại này thì đỡ hại, không mập như uống loại thường. Sếp Tây của mình nốc thức uống này hàng ngày, nhưng vẫn rất đô và cảm xúc bị thay đổi thất thường, mood swing. Thật ra chẳng có gì hay ho, thậm chí là tệ hại ở cái loại thức uống này cả. Chỉ là marketing mà thôi. Kỹ nghệ thực phẩm không đơn giản là bỏ bớt một nguyên liệu là được. Bạn cắt cái này đi thì phải bù cái khác vào vì bảo quản hay vị giác. Bỏ bớt đường thì phải thêm chất béo, giảm bớt béo thì phải thêm đường trên tinh bột. Kết quả là lượng calorie nạp vào vẫn vậy, thậm chí còn nhiều hơn phiên bản gốc. Nó là những calorie rỗng, không giúp ích gì cho cơ thể mà chỉ đi trực tiếp vào vòng bụng của mình thôi. Aspartame là chất làm ngọt nhân tạo thường được dùng trong diet soda. Nhiều nghiên cứu lớn cho thấy có mối liên quan giữa việc sử dụng chất làm ngọt nhân tạo và sự tăng cân, ví dụ như những người hay uống diet soda là những người tăng cân nhiều nhất. Vì sao vậy? Họ không mập vì họ uống diet soda, họ uống diet soda vì họ mập. Nhưng ít nhất có 3 cách giải thích. Đầu tiên là sự bù đắp quá mức cho lượng calo giảm kỳ vọng. Nếu bạn ngâm đổi soda của ai đó thành diet soda mà người đó không biết thì lượng calo nạp vào của họ sẽ giảm. Những người biết rằng mình đang sử dụng chất làm ngọt nhân tạo có thể thực sự tiêu thụ nhiều calo hơn. Sao lại thế? Vì họ cho rằng họ đang uống diet soda, tức là họ có quyền ăn 2 cái bánh thay vì 1. Lý do thứ hai là ngay cả những chất làm ngọt không calo an toàn nhất cũng vẫn có thể gây hại nếu chúng ta sử dụng một cách thiếu cẩn trọng. Sự mất kết nối cảm giác ngọt từ lưỡi có thể dẫn đến việc bạn ăn quá nhiều. Lý do cuối cùng, tất cả các chất làm ngọt, tự nhiên hay nhân tạo, có calo hay không calo đều giúp duy trì sự thèm muốn với đồ ngọt, nhưng sự phụ thuộc vào chúng có thể gây ra những hậu quả không tốt. Khi một người thử với chế độ ăn ít muối, vài tuần đầu mọi đồ ăn đều nhạt như nước ốc đến khi gai vị giác quen với mức chuẩn mới. Lúc đó, mọi đồ ăn với lượng ít muối, sodium, tự nhiên có sẵn sẽ ngon vô đối. Thêm một chút muối nữa sẽ là quá mặn. Đường trên chất làm ngọt cũng tương tự vậy. Do đó, ngay cả với những chất làm ngọt không độc hại, chúng chỉ an toàn nếu bạn không sử dụng chúng như một cái cớ để ăn vặt nhiều hơn. Cảm ơn bạn Dũng đã hỗ trợ nội dung bài này. Tác hại trên. Công dụng của Coca thực thụ. 1. Trong nhiều bang của Mỹ, những đội tuần tra đường sắt thường mang theo 14 lít Coca-Cola trong hành trang của họ để rửa sạch những vết máu trên đường sau những tai nạn xảy ra. 2. Nếu ta để một cục xương vào bát đựng Coca-Cola thì cục xương sẽ tan rã trong 2 ngày. 3. Muốn rửa bồn cầu chỉ cần đổ vào đó một lon Coca-Cola và để một lát, sau đó xả nước bồn cầu sẽ sạch bong. 4. Axit citric của Coca-Cola sẽ làm mất đi vết bẩn ở bát đĩa. 5. Muốn làm sạch những vết rỉ búng pờ mạ kền của những chiếc xe hơi chỉ cần lấy một miếng rửa bát bằng kim loại ngâm trong Coca-Cola rồi cọ nó thì sẽ sạch ngay. 6. Muốn rửa sạch những dụng cụ bị axit của bình điện ô tô ăn mòn chỉ cần đổ một lon Coca-Cola trên chỗ bị ăn mòn. 7. Để làm sạch những vết mỡ ở quần áo chỉ cần đổ một lon Coca-Cola vào máy giặt cùng với xà bông. 8. Coca-Cola giúp tẩy những vết mỡ trên dụng cụ nhà bếp. 9. Coca-Cola cũng giúp rửa sạch những thanh gạt nước của ô tô. Hoạt tính chính của Coca-Cola là axit phosphoric. Độ pH của nó là 2.8 và có thể hòa tan một móng tay trong 4 ngày. Axit phosphoric có thể lấy đi canxi của xương và là nguyên nhân chính của việc tăng cường loãng xương. Cách đây vài năm, một nghiên cứu đã DC thực hiện ở Đức để nhận biết lý do xuất hiện loãng xương ở những đứa trẻ 10 tuổi. Lý do: uống quá nhiều Coca do thiếu sự kiểm soát của cha mẹ, những xe tải vận chuyển Coca-Cola đều được nhận biết với dòng chữ nguyên liệu nguy hiểm. Những nhà phân phối Coca-Cola đã từng dùng nó để rửa những động cơ xe tải của họ đã được hơn 20 năm nay rồi. Còn một chi tiết nữa, nước Coca-Cola nhẹ được các thầy thuốc và nhà nghiên cứu khoa học coi nó còn nguy hiểm hơn một quả bom nổ chậm vì lý do nó là hỗn hợp của Coca-Cola cộng aspartame, double kin. Nó được nghi ngờ là nguyên nhân của bệnh lở ngoài da và thoái hóa về hệ thống thần kinh. Lưu ý, đừng bao giờ uống Coca-Cola và đồng thời ăn kẹo bạc hà, bạn sẽ có nguy cơ bị bục dạ dày do phản ứng hóa học. Và để kết thúc bài nói này, chúng tôi khuyên bạn không nên đánh răng ngay sau khi vừa uống Coca-Cola vì nó sẽ làm bong vĩnh viễn men răng.
Sau khi đã đọc xong những thông tin này thì bạn sẽ lựa chọn một ly nước hay một lon Coca-Cola. Ở bữa tiệc nào đó, ai dám nói uống Coca là lành nữa không? Tham khảo từ thực dương.vn. Ha ha ha, 闻什么的说